Đặc biệt ba hình ảnh phép lạ này có phép lạ đi chung để giải tán thế giới cộng sản và đồng thời bảo vệ gia đình chúng ta. Chúng ta hãy mau mắn copy những hình ảnh này, cùng nhau xuống đường cầu nguyện giải tán thế giới cộng sản, thì chắc chắn thế giới cộng sản sẽ tan rã và chúng ta không đổ một giọt máu. Và đương nhiên những hình ảnh phép lạ này sẽ đuổi bọn Tàu Cộng về nước. Sau đây kính mời đồng bào theo dõi về những phép lạ quan trọng nhất thời bây giờ cho đến ngày tận thế. Thank you.
quá kìa, thấy cái đầu không? Đầu rồng đó. Đây nè, phần cổ nè. Ồ, cái đầu nè, phần cổ là của mình nè. Wow, đẹp quá, đúng rồng quá. Quá đẹp luôn. Wow, đầu rồng nè, thấy ông rồng, nguyên rồng thấy không? Mình rồi đuôi rồi đầu nè, mình nè, đuôi kìa. Wow.